loại thứ hai ái biệt ly khổ người mà bạn yêu thích không thể thường ở chung với nhau hoàn cảnh cư trụ mà bạn ưa thích bạn cũng không cách gì ở được bạn thấy có rất nhiều người nhà giàu có ở rất nhiều khu vực phong cảnh đẹp mua rất nhiều biệt thự họ rất ưa thích thế nhưng họ cả đời có thể chỉ có thể ở nơi đó một ngày hai ngày thậm chí một ngày cũng chưa ở qua vậy thì rất khổ chính mình không thể đến ở phải mời người đến ở giúp họ xem phòng ốc giúp họ chỉnh lý hoàn cảnh còn phải trả cho họ tiền lương Mời họ đến nơi đó để hưởng phước Đây là đại cái đều là trả nợ Thiếu nợ những người công nhân này Phải trả nợ cho họ Chúng ta sẽ thấy rất nhiều Ưa thích mà chính mình Không thể thường tụ hội Đây gọi là ái biệt ly khổ loại thứ ba oán tắng hội khổ quan gia đối đầu không ưa thích gặp họ vẫn cứ ngày ngày gặp mặt bạn yêu thương bạn chán ghét đều là trong đời quá khứ đã tu thiện, hai nghiệp bất thiện. Phật nói với chúng ta, chúng ta đến cái thế gian này để làm gì? Có rất nhiều người hỏi, nhân sinh có ý nghĩa gì? Có cái giá trị gì? Ở thế gian này có một số thành tựu huy hoàng thì xem có ý nghĩa Thì xem có giá trị hay sao Các vị đồng tu Nếu như đọc qua Một bức thư Đại sư Ấn Quang gửi cho cư sĩ Về Cẩm Châu Bạn tỉ mỉ mà nghĩ tưởng Lời của Lão Hòa Thượng đã nói Ngày nêu ra Trên lịch sử Có rất nhiều nhân vật Có danh tiếng ở trên lịch sử đã kiến tạo nên những sự nghiệp vĩ đại ngay trong tầm nhìn của phật xem thấy là tạo nghiệp ngày nêu tào tháo làm thí dụ ở trên lịch sử cũng là nhân vật rất cừ khôi chính mình tuy là chưa làm hoàng đế con trai làm hoàng đế xây dựng một chính quyền do vì tâm thuật của chính mình bất chính giết người quá nhiều cái phước báo đó trong đời quá khứ nhiều đời đã tu cả đời gần như đã hưởng hết rồi, còn có một chút phước dư con trai làm hoàng đế. Cũng chẳng qua là 45 năm thì mất nước. Mất ở Tấn. Vào ngày trước có người giết heo con heo này sau khi giết Sau khi cạo hết lông Trên thân con heo đó có hai chữ tào tháo Chứng minh tào tháo đã ở trong đường xuất sanh Đầu thai làm heo Biến thành xuất sanh Chúng ta biết Tội nghiệp thâm trọng là Đọa địa ngục trước Sau khi chịu tội địa ngục xong Biến thành ngạ quỷ Biến súc sanh để trả mạng Thiếu tiền thì phải trả tiền Thiếu mạng thì trả mạng Sự việc này không thể không biết Tuyệt đối không thể nói Sát sanh thì không phải trả mạng Bạn giết một con mũi Giết một con gián Bạn không phải trả mạng trên pháp luật không có quy định phải phán hình bạn. Tuy nhiên, nhân quả không thể tránh khỏi. Bạn ngày nay giết chúng, đời sau bạn lại biến thành gián bị chúng giết lại. Bạn biến thành bọ nhảy bị chúng giết. Việc này chính là như vậy. Cho nên Phật nói với chúng ta, nhân sanh thù nghiệp chúng ta phải hiểu rõ chân tướng của sáu cõi luân hồi tâm lân mẫn của chúng ta liền sanh khởi tuyệt đối sẽ không giết hại một chúng sanh những độc vật nhỏ này chạy đến ngay trước mặt chúng ta ý niệm giết hại của chúng ta liền khởi lên đó là gì vậy đến để trả mạng chúng ta nghĩ xem hạ tất phải vậy Ngày trước chúng giết ta, hiện tại ta cũng giết chúng, đời sau chúng lại giết ta, giết qua giết lại không có kết thúc. Quan quan tương báo không có kết thúc. Cái này không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta chân thật giác ngộ rồi. như đời này không làm gì khờ này nữa. Quá khứ chúng giết ta, hiện tại ta gặp chúng, ta cũng không giết chúng món nợ của chúng ta đến chỗ này liền được trả xong rồi đây mới là một người chân thật giác ngộ là một người chân thật tường tận tại vì sao có ái biệt ly khổ cũng là chúng ta chính mình tạo nghiệp bất thiện phá hoại gia đình của người khác. Khiến cho gia đình của người khác không thể đoàn tụ. Thế là chúng ta ngay trong một đời này nhận lấy quả báo. Vào ngày trước, phá hoại việc gia đình của người ta ít Phá hoại gia đình của súc sanh nhiều đều nhận loại quả báo này